Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast ở trên kênh Relab. Và hiện tại thì bọn mình đang có mặt tại Creator Studio tại Apple Park. Thực chất thì đây nó không phải là một cái hoạt động thường niên của Apple. Đây là một cái phòng hoàn toàn mới được tách ra ở một cái khu fitness. Và chúng ta sẽ đến đây để làm những video. Ngày hôm nay thì mình rất là hân hạnh được giới thiệu với quý vị và các bạn những vị khách mời rất là quý đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin phép giới thiệu từ trái có phải đi. Đầu tiên là anh bạn thân, đúng không ạ? Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình được không? Và cái niềm đam mê của anh với những dòng sản phẩm công nghệ cũng như là dòng sản phẩm Apple. Xin chào các anh em, xin chào mọi người đang xem podcast của Relab. Mình là Chi Nguyễn và mọi người hay biết đến tên mình là anh bạn thân. Mọi người hay đùa là mình là một người tay chơi ẩn mình trong làng công nghệ. Bởi vì thật ra là cũng giàu đó các bạn. Bởi vì thật ra là mình đam mê công nghệ. Thế nhưng mà nếu mà so sánh về những cái kiến thức kỹ thuật ấy, thì mình sẽ không có sâu như là những anh em ngồi đây. Thế nhưng mà mình được một cái là mình rất là thích sử dụng những cái sản phẩm công nghệ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên là khi mà có một cái sản phẩm mới thì mình sẽ để ý đến cái sử dụng phổ thông cũng như là xài nó trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình như thế nào nhiều hơn. Thì hy vọng là những cái góc nhìn rất là phổ thông, rất là bình dân của anh cũng có thể giúp được cho cái câu chuyện ngày hôm nay nó thú vị hơn. Cảm ơn anh. Bên cạnh anh chị là anh Duy Luân, hay có một cái nickname là Duy Luân dễ thương thì các bạn đều biết rồi. Cũng là một người anh mà Tuấn Ngọc cũng đã yêu quý và hâm mộ rất là lâu. Xin chào các bạn. Mình thì chắc là các bạn cũng có hy vọng xem qua kênh của mình là Duy Luân dễ thương. Thì ở trên kênh của mình cũng chia sẻ về những món đồ công nghệ. Và thật ra những thứ đó là những thứ mà bản thân mình rất là thích. Mình thích máy tính nè, mình thích điện thoại, mình thích những cái công nghệ mới, AR, VR các kiểu. Và mình hy vọng là những cái thông tin mà bọn mình đem đến cho các bạn thông qua cái podcast ngày hôm nay thì nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những cái món mà Apple họ mới vừa giới thiệu trong cái đợt này. Cảm ơn anh Duy Luân. Và cuối cùng một vị khách vừa lạ vừa quen. Một người mà tôi đã làm việc cùng từ những năm 2016. Đến bây giờ anh em không còn làm việc với nhau nữa nhưng mà tôi vẫn gọi là sếp. Chính là anh Choi So Bin. Xin chào các bạn, mình là bạn của Di Luân. Riêng với anh Vinh thì có lẽ chúng ta không cần phải nhắc quá nhiều nữa, bởi vì là ở trên kênh YouTube hay TikTok của Tuấn Ngọc thì thường xuyên nhắc đến Vinh rồi, hay kể cả trang cá nhân thì thường xuyên có những trò đùa của anh em với nhau. Chia sẻ kỹ hơn thì thực chất em thấy trong buổi podcast ngày hôm nay thì mỗi anh em mình đều có những cái thế mạnh, đều có những cái điểm mạnh riêng liên quan đến công việc của mình. Nhưng mà anh em mình cứ chia sẻ thẳng thắn vui vẻ thôi, chứ nó không phải là một cái buổi gọi là phỏng vấn gì cả. Nên là ai có nội dung, ai có ý kiến gì thì cứ thế mà nói lên thôi. Thậm chí chúng ta cãi nhau cũng được. Em thấy anh chị thì là một người thường, nghĩa là em biết là anh nổi lên từ là một người làm marketing, làm về thông số, làm về cũng dữ liệu rất là nhiều. Anh Duy Luân thì chuyên gia về data rồi, còn anh Vinh thì là chuyên gia về truyền thông và công nghệ. Có em ở đây thì là một người host, cũng đi dẫn chương trình từ lâu rồi thôi. Chứ về kiến thức, về kinh nghiệm, về công nghệ thì chưa chắc đã bằng được các anh ở đây. Tuy nhiên thì sau khi chúng ta tham gia cái sự kiện WWDC 2023 vừa rồi, đây là một sự kiện rất lớn và có thể coi là sự kiện hoành tráng nhất của Apple liên quan đến phát triển phần mềm từ trước đến nay. Các anh thấy là cái sự kiện năm nay nó như thế nào? Nhìn chung, tạm thời chúng ta bỏ qua những dòng sản phẩm đi. Chúng ta có một cái rất là mới, đó là Vision Pro. Đáng lẽ là những cái thông tin này chúng ta đã có từ năm ngoái, năm trước nữa rồi. Rất là nhiều các thông tin leak ra là Apple sẽ có thiết bị VR, AR. Thì các anh cảm thấy thế nào về dòng sản phẩm Vision Pro năm nay? Ủa mà em mới nói là em mới bỏ qua sản phẩm mà sao giờ em đi vô sản phẩm luôn? Thì tôi xin lỗi. Thôi mình nói về cái sự kiện trước đi. Để nói về sự kiện đi ha. Thì đây là một cái sự kiện rất là lớn các bạn. Có 5.000 người tham gia. Và khi mà bọn mình đến thì mình không biết các bạn khác thì sao, nhưng mà mình thì rất là choáng ngợp. Tại vì những cái cách mà Apple họ tổ chức nó rất là chu đáo. Và năm nay thì họ làm cả một cái sân khấu ngoài trời, nhưng mà đặc biệt sân khấu ngoài trời, nhưng mà màn hình vẫn rất là sáng, đẹp, sắc nét. Và âm thanh thì nghe cực kỳ tuyệt vời. Em cảm giác như là lúc mà đến đây nó giống như là một cái festival âm nhạc. Đúng rồi. Âm thanh rất là hoành tráng. Âm thanh rất hoành tráng luôn. Mà lúc mà mình xem ở nhà thì mình thấy rằng là các vị quan chức cấp cao của Apple họ nói rất là rõ. Và đến đây thì cũng giống như là mình đang xem video vậy. Anh Duy Luân và anh Vinh Sô đã từng tham gia sự kiện tháng 9 năm ngoái ra mắt iPhone. Thì anh thấy là hai cái sự kiện này nó khác gì? Về mặt khâu tổ chức, về khâu mời chúng ta, cho đến cả những cái khâu của chúng ta tham gia ở đây. Thực ra chủ yếu là khác cái không gian thôi. Khác hoàn toàn là không gian lần này cảm giác là nó vui vẻ, cởi mở hơn. Nó có cảm giác là
Cái lần trước ấy, của mình là chủ yếu là nhằm mục đích để đưa tin. Vì thế nên mà mình vào một cái nhà hát xong mình ngồi xuống như kiểu mình đi xem phim hay là đi nghe nhạc. Xong một cái là mình chạy ùa ra là mình làm trên tay. Còn ở đây hôm nay mình có thể thấy là bắt đầu từ cái việc như mọi người đến nào là ăn uống rồi mọi người không ra ngoài trời ghế ngồi thì giống y hệt như kiểu là đang ngồi bên bờ biển ấy. Và ngồi ghế dù bên trên ấy. Xong rồi có ông cầm cả bánh pizza ra ngồi ăn rồi cứ đứng nói chuyện với nhau. Tức nghĩa là cảm giác đây là một buổi meeting mọi người gặp gỡ để giao lưu chứ không giống là đi một cái sự kiện. Đó, và mình có thể nhìn thấy là mọi người ngồi từ trải dài bên trên cho đến kéo đến tận về cả phía sau từ ngoài trời đến vào trong nhà. Và mình thấy là mọi người kiểu là rất là hào hứng với cái chuyện đấy. Cái lúc mà mình đứng dậy đi vệ sinh ấy, ở bên kia là thấy có mọi người ngồi cả bàn ăn này, xong đứng dựa vào cây này để mà ngồi xem hay là đứng xem rất là chăm chú. Thì mình nghĩ đấy là một cái điều là cái sự kiện không phải quan trọng là bao nhiêu người mà người ta đến, mà quan trọng là sẽ có những ai, bao nhiêu phần trăm người tham gia người ta sẽ lắng nghe mình. Thì mình thấy rằng cái sự kiện của Apple là một chuyện là gần như mọi người khi sự kiện bắt đầu thì im ắng tập trung để lắng nghe. Và chỉ có những khoảnh khắc hòa lên với nhau thôi, chứ còn mọi người gần như tập trung cao độ để tham gia sự kiện, rất là hay. Em thấy là ai cũng rất là lắng nghe, rất là chăm chú. Ở phía sau em thì rất là nhiều những gọi là phóng viên chuyên nghiệp từ phương Tây. Họ gọi là tác nghiệp rất nhanh. Cứ khi mà Tim Cook nói gì hoặc là khi mà các vị quan chức từ Apple nói gì là cứ nghe tiếng gõ máy thôi. Rất là im ắng, rất là tập trung. Thực ra thì em nghĩ đây là một cái rất là hay của Apple. Nghĩa là họ không đặt nặng vào cái việc là các bạn đến đây để làm. Cũng giống như cái việc là khi chúng ta đến thì các nhân viên của Apple chào đón chúng ta rất là hào hứng. Cái này thì cũng phải phụ thuộc vào Apple Park nữa, là một nơi có không gian mở và thiên nhiên, có cây cối, có động vật. Thì đó là lý do vì sao mà nó mang lại cái nguồn năng lượng tích cực như vậy dành cho các nhân viên. Có một cái em thấy khá là hay nhé. Thường thường là khi chúng ta đi các sự kiện thì các sự kiện sẽ thường phân cấp khách mời, phân cấp đại biểu. Ở đây chỉ có hai thôi. Khách mời này, media này, và trong đó có các developer luôn. Mà một cái hay là những cái người top tier, những người có một cái chức vụ rất là cao ở những cái ngành nghề của họ, họ cũng ngồi cạnh mình à. Nghĩa là chúng ta thấy được cái sự được Apple tôn trọng ấy. Ví dụ em ngồi đây thì hai ở phía trên là hai anh YouTuber người Ấn Độ vài chục triệu for subscriber cũng ngồi cạnh mình thôi. Hay là phía bên phải là Mr. Who's a Post, hoặc thậm chí ở phía sau có giám đốc của Marvel Entertainment là bác Kevin Feige, người đã tạo ra vũ trụ của MCU đúng không? Kèm theo lời cảm ơn đến với Apple thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến với Shop Đăng đã đồng hành trong video này. Những sản phẩm mới của Apple được giới thiệu trong WWDC 2023 trong thời gian tới có thể sẽ được bán chính hãng tại Shop Đăng. Yêu Apple thì đến với Shop Đăng, đây là đại lý ủy quyền của Apple với hơn 60 chi nhánh trên toàn quốc. Các bạn có thể đăng ký nhận thông tin order những sản phẩm mới rất là nhanh chóng. Tất nhiên kèm theo những chương trình khuyến mại giá rất là tốt trên thị trường như iPhone 14 Pro Max khuyến mại từ 8 triệu đồng, MacBook Air M1 giá rất là rẻ, ở thời điểm hiện tại khuyến mại lên đến 10 triệu và nhiều chương trình trả góp từ 1 đến 2 triệu một tháng. Tất nhiên có kèm theo các chương trình workshop, lớp học nghề dành cho khách hàng đã từng mua hàng. Shop Đăng cũng đã triển khai trung tâm ủy quyền bảo hành của Apple. Các bạn đừng quên truy cập vào đường link ở ngay dưới phần mô tả hoặc là trong phần ghim comment để các bạn biết thêm chi tiết về những chương trình sắp tới nhé. Rõ ràng đây là những cái trải nghiệm quá tuyệt vời và lúc nào cũng thế. Kể cả trước sự kiện thì Apple cũng đã có những sự chuẩn bị rất là kỹ đúng không? Anh có cái email đến từ Apple anh thấy nó đặc biệt không? Anh cảm thấy là cái bước từ lúc mà mình nhận được cái email cho đến lúc mà mình lên máy bay và đến sự kiện ấy, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị rất là chỉnh chu. Và với cái số lượng khách mời nhiều như vậy ấy, thì chắc chắn là Apple đã phải chuẩn bị rất là kỹ. Tất cả mọi người đều biết là mình đang làm gì vậy, một cái sự kiện rất là lớn như vậy. Từng nhân viên một mà khi mà anh gặp trên đường đi ấy, họ rất là hào hứng và họ biết là họ đang làm cái công việc gì. Chứ không phải là có cái người là đang lớn ngớ là không biết là họ đang làm gì ở đây hay là họ có một cái khoảng thời gian trống trong cái công việc của họ. Mà tất cả mọi người đều vận hành như một cái cỗ máy mà anh cảm thấy cực kỳ trơn tru. Mà anh thấy thêm một cái nữa mà anh muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đó là cái không khí của cái sự kiện. Cơ bản thì bọn mình đi dự sự kiện công nghệ cũng nhiều các bạn, cả trong nước, ngoài nước, các thứ, ngoài hành tinh cũng có. Thì một trong những cái điểm mà mình thấy là sự kiện của Apple rất là khác biệt đó là cái cách mà họ làm cho các bạn hào hứng từ cái bài thuyết trình nè, từ những cái cách mà họ sắp đặt mọi thứ xung quanh các bạn nè. Thì nó tạo cho mình một cái cảm giác là rất là hứng thú khi mà mình chuẩn bị bước vào, và cả hứng thú khi mà mình chuẩn bị được trải nghiệm sản phẩm, hay là hứng thú khi mà mình được bước vào Apple Park nữa. Thì đó là những cái thứ mà mình thấy là hiện tại tính đến điểm này thì mình chỉ cảm nhận được ở các sự kiện của Apple thôi.
Mọi người có nhớ cái câu nói mà one more thing hay là one last thing ấy? One more thing. Kiểu như lúc đấy là mọi người kiểu chắc là cái khu đó cảm tất cả mọi người đều nổi da gà ra luôn đó, kiểu như là. Đó là một câu nói huyền thoại mà anh. Mà không chỉ vậy, em thấy Apple họ rất là biết cách làm thuyết trình nhá. Đúng rồi. Đúng nhưng cái bài thuyết trình của họ có những lúc ok, nó hơi nặng về thông số, về thiết bị. Thế nhưng mà nhìn chung là nó rất là dí dỏm, rất là hài hước. Mà có những cái hint rất là hay, ví dụ như là cái lúc mà cái vị speaker em quên tên chú tóc bạc ra. Chú ấy rất vui. Chú ý thu lại con iPad thông qua cái... Craig Federighi. Rồi, chú ý thu lại giống như là đang lấy cái búa Mjolnir của Thor ấy. Em nghĩ là cái đấy cũng chỉ là một cái inside joke, một cái trò đùa dành cho Kevin Feige ở phía bên dưới thôi. Và mọi người cũng ngầm hiểu ra điều này. Tất cả mọi người giống như những người bạn ngồi với nhau qua một không gian rất là lớn. Và đặc biệt nhất là ở đây chúng ta có... tòa nhà The Ring được tổ chức ngay tại đây luôn, ở Apple Park luôn. Và khi mà đi vào thì các nhân viên của Apple họ cũng không thể hiện bất cứ một thứ gì là ủa tại sao những người này từ đâu chui ra, mà họ kể cả những người không có công việc. Lúc mà em nhìn lên trên những tầng cao ấy, có những người họ quay phim lại chúng ta và họ cũng vẫy tay như này, mặc dù hôm đấy họ không có công việc gì hết. Thì đây cũng là những cái đón tiếp rất là hay. Hay như là cái việc chúng ta ở khách sạn cũng vậy, đưa đón rất là chỉn chu giống như bao những cái sự kiện khác thôi. Nhưng quan trọng nhất là những thứ chúng ta làm việc được ở trong Apple Park, ở trong sự kiện WWDC 2023, thì đây là những trải nghiệm quá tuyệt vời. Và quay trở lại yếu tố gọi là chuyên môn một chút của chương trình ngày hôm nay, thì những cái dòng sản phẩm năm nay thì các anh cảm thấy ra sao? Chúng ta sẽ có những cái dòng sản phẩm gọi là devices, như là các dòng máy tính này, và có cả phần mềm nữa. Thì nhìn chung về chất lượng phần cứng phần mềm thì các anh cảm thấy năm nay Apple làm thế nào? Thì thực ra là anh thấy cái sự kiện WWDC thì năm nào cũng là một cái lộ trình là nâng cấp chip mới cho những thiết bị cũ. Năm nào nó cũng sẽ như thế này nên không có gì mới. Vì thế năm nay cái mới nhất chắc chỉ tập trung vào cái việc là có con MacBook Air phiên bản 15 inch thôi. Lúc đấy hình như Duy Luân Duy Luân mới bảo mình là mua lấy con này đi công tác mang theo cho nó nhẹ. Do mình thì mới bảo chị Linh là con bảo nhẹ thế thôi, xong mới phát hiện ra là con iPad mà lắp trên bàn phím cũng nặng ngang con MacBook rồi. Đó. Thì mình thấy cái con 15 inch này đúng là một cái sản phẩm lựa chọn phù hợp cho anh em nào mà vừa muốn gọn nhẹ mang đi làm rất là tiện, đúng không? Đúng rồi. 15 inch nó to hơn một cách đáng kể luôn đấy. Để cho những anh em nào mà kiểu có edit video như anh em mình nhìn cũng dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Và cái sản phẩm này cũng là một trong những cái sản phẩm mà vì muốn tập trung nên chỉ cần đặt hàng cái tuần sau đã có máy luôn rồi. Việt Nam mình bán cũng sớm. Rất nhanh. Và cũng đúng với cái ý của anh Vinh ấy, em mang một con MacBook Pro phiên bản 16 inch đến đây và nó rất là nặng. Chịu vai em luôn, mà thậm chí em đeo ba lô lên là nhăn luôn cái áo blazer của em. Thì rõ ràng đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời và Apple cũng rất là thông minh trong việc là ra mắt sản phẩm này. Mặc dù mức giá ban đầu chúng ta sẽ hơi cao một chút, với một cái mức cấu hình base vẫn là 8GB RAM, 8GB bộ nhớ gọi là Unified Memory và 256GB chip nhớ SSD của chúng ta, đúng không? Nhiều người cũng còn đang phàn nàn về vấn đề này, nhưng mà tuy nhiên là đây cũng là một cái cách mà Apple muốn đi thôi. Đây cũng là một cái dòng sản phẩm mới mà em nghĩ là cũng rất là ổn. Anh Duy Luân có mua con này không? Mua em 15 inch hả? Anh tính mua, tại vì đi vác đi du lịch rồi công tác rồi cho nhẹ. Anh chị đang dùng máy gì nhỉ? Hiện nay anh đang xài con, anh có một con Pro giống em. Và một con MacBook Air 14 inch M2. Thì con đấy thật sự là nó nếu mà nói là nâng cấp lên cái 15 inch ấy, thì anh cảm thấy là chưa có thuyết phục lắm đối với anh. Tại vì cái khi mà mình đi du lịch ấy, thì nhiều khi anh ngồi đã gù như thế này rồi thì đương nhiên là con 15 inch thì anh sẽ đỡ gù hơn một tí, nhưng mà anh nghĩ là nó không đáng kể đến thế về phần hiệu năng. Còn đương nhiên cái màn hình là một cái rất là đáng cân nhắc, nhưng mà vẫn chưa phải là lúc mà anh nghĩ anh sẽ cập nhật. Chúng ta nói đến những dòng sản phẩm máy tính, và em thấy ở đây năm nay chúng ta có hai dòng sản phẩm máy tính gọi là bình cũ và rượu thì cũng hơi cũ một tí, chỉ là ghép cái bình này và rượu kia thôi. Chúng ta có Mac Studio phiên bản M2 Ultra, đúng không ạ, và Mac Pro cũng là phiên bản M2 Ultra. Người ta nói đây không phải là hai sản phẩm gọi là mang lại nhiều những cái sự quan tâm. Tuy nhiên cá nhân em nhé, em thấy đây là hai sản phẩm nó ra mắt rất đúng thời điểm. Tại sao? Bởi vì mặc dù chúng ta đã biết sức mạnh của M2 Ultra rồi, chúng ta đã biết sức mạnh của Mac Pro cũng như là Mac Studio rồi, tuy nhiên nó ra mắt vào thời điểm này, em thấy nó có một cái ý nghĩa hơn nữa. Đấy là cái sự chuẩn bị dành cho những cái dòng sản phẩm tiếp theo như là Apple Vision Pro. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói về điều này. Anh Duy Luân thấy sao về hai dòng sản phẩm máy tính mới của chúng ta? Thật ra thì anh là quan tâm nhất mấy con đó. Tại vì rất nhiều thời gian anh ngồi làm những việc nó hơi nặng thì là ngồi một chỗ.
thì như một con Mac Studio nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho anh. Và cứ cái nào mà ví dụ nó tiết kiệm được cho mình 1/2 thời gian làm việc thì là đáng đầu tư. Mấy cái con đó thì nó không chỉ đơn giản là một cái máy tính bình thường nữa, nó là đồ làm việc, nó là đồ đầu tư. Nên là có thể nó mắc nhưng mà nếu nó sinh ra lợi cho mình thì anh vẫn ok. Như anh thì anh đang ngó con Mac Pro. Anh không biết chắc là so với lại con M2 Max mà anh đang dùng thì performance nó được cải thiện bao nhiêu, cái đó phải test rồi mới biết. Nhưng mà nếu mà nó cải thiện được hơn 1/2 nữa thì cũng ok thôi. Bởi vì là đa phần những cái dòng sản phẩm chúng ta bây giờ khi mà Apple đã chuyển qua cái nền tảng silicon rồi thì cái khả năng tối ưu về cả nhiệt năng, về cả điện năng nó rất là tốt đúng không? Tuy nhiên là em đang muốn hỏi các anh về con Mac Pro ấy. Bây giờ chúng ta bỏ một số tiền là 7.000 đô ra để mua con máy như thế này thì nó không đúng, chắc chắn là không dành cho người dùng phổ thông rồi. Nhưng mà đây lại đánh dấu một cái sự chia tay của Apple với Intel. Với cái sự chia tay này của Apple với Intel thì khi họ chuyển qua cái nền tảng Apple Silicon, tất nhiên chúng ta sẽ được tối ưu hơn về điện năng, về hiệu năng. Tuy nhiên em thấy có một cái rất là hay nữa nhé. Đấy là họ đã trang bị ở đây những cổng PCI Gen 4 mới mà Apple thì nói là nó không thể nào tương thích được với những cái dòng cạc rời sử dụng với nền tảng x86 ngày xưa. Hiện tại chúng ta đã có một con chip M2 Ultra nó quá mạnh rồi. Và cái việc chúng ta sẽ có thêm những cổng PCI Gen 4 như thế này thì cá nhân em thấy, không biết cái ý tưởng này của em có đúng hay không nhé, là những cái dòng sản phẩm này nó sinh ra để kéo dài cái tuổi thọ, kéo dài cái dòng đời của mỗi chiếc máy. Bởi vì khi mà con M2 Ultra đã quá mạnh rồi thì khi chúng ta muốn nâng cấp thêm, chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn thêm những cái lựa chọn cạc rời bên ngoài, sử dụng nền tảng Apple Silicon về sau này. Có nghĩa là trước đây chúng ta sử dụng một con Mac Pro có thể kéo dài từ 4 đến 6 năm cho một khả năng làm việc đỉnh cao, thì cái có nghĩa là nó sẽ được kéo lên khoảng thời gian là 10 năm cho một khả năng sử dụng đỉnh cao. Không, anh nghĩ nó vẫn là 4 đến 6 năm thôi. Tại vì mấy cái PCI Express đó hiện tại theo như Apple giới thiệu thì chủ yếu là bọn mình sẽ mở rộng được về lưu trữ, về video với lại audio interface hoặc là về cổng kết nối, chứ mình không thể nào mở rộng được về bộ xử lý đồ họa. Cho nên là về cơ bản ha, tất cả những gì mà các bạn cần là nó đã nằm trong con M2 Ultra rồi. Và nó không phải là cái dạng mà nâng cấp khá là thoải mái như là con Mac Pro cũ nữa. Không biết trong tương lai thì sao ha, không biết trong tương lai thì đôi khi nhiều khi Apple họ ra mắt một cái chuẩn gì đó để mà các bên làm theo thì không biết. Mà tính đến hiện tại thì mình thấy là nó chỉ còn những cái thông tin như vậy thôi. Em thì đang nghĩ là ví dụ như Apple họ cũng có thể kết hợp với những hãng xanh, hãng đỏ gì đấy chẳng hạn. Đấy cũng là một gọi là một cái suy nghĩ đơn giản của chip thủ của em thôi. Tuy nhiên cái việc chúng ta có hai sản phẩm như vậy nó là tiền đề để cho chúng ta có thể lập trình đến những cái phần mềm đỉnh cao trên Vision Pro. Tại sao đến thời điểm bây giờ mà Apple mới tham gia vào Vision Pro? Anh Vinh nghĩ sao? Thật ra là Apple muốn làm từ lâu rồi. Thế nên tin đồn 2-3 năm qua nó mới có liên tục. Và mình nghĩ là Apple chắc muốn ra ngay cái đợt Covid thì có phải là ngon rồi. Những tính năng, tất cả những thứ mà Apple giới thiệu với Vision Pro phục vụ tốt nhất khi mọi người giãn cách. Nếu mà 2 năm trước mà tung ra thì con này chắc là vừa ra doanh thu đã vượt trội mà sản xuất sợ không kịp ấy chứ. Nhưng tại sao Apple lại đình trệ nó như vậy? Bởi vì cái mấu chốt vẫn là cái trải nghiệm của sản phẩm Apple thường là phải khác một cái gì đấy so với các đối thủ đang làm. Tức nghĩa là họ sẽ luôn làm sau, nhưng đến khi họ làm thì nó phải có một cái điểm gì đấy để khác biệt so với phần còn lại. Con này thì đấy, tính ra nó không thuộc phân khúc nào. Nếu so về một cái thiết bị VR đơn giản để mà chơi game, giải trí thì so với con Quest Pro thì chỉ 1.500 đô, con này 3.500, nghĩa đắt hơn tận 2K, không thể làm sao mà bằng nhau được đúng không? Sau này nếu mà so với những con như kiểu là PS5 xong kèm trên cái bộ mà chơi VR thì cũng không thể mà đắt bằng so với con này được. Mà để nói về làm việc thì con này không phải là phân khúc để làm việc đúng không? Tại vì nó không có ổ cắm, chả có cái gì nối vào để mà làm việc cả. Thế thành ra con này là một cái sản phẩm mà giống kiểu Apple tự tạo ra một thiết bị, một cái phân khúc, một cái sản phẩm hoàn toàn mới lên thị trường. Đúng là dành cho những người nào mà nhìn thấy một cái là người ta thích luôn và người ta muốn mua. Nó phân biệt rõ luôn là người thích, người ta muốn mua luôn. Và những cái người còn lại mà không có khả năng mua được và chắc chắn là sẽ rất ghét con này. Đúng. Quá là rõ ràng luôn, thật sự luôn đấy. Chưa gì đã có những cái ảnh chế liên quan đến quả thận này, liên quan đến Vision hay xe AirBlade các thứ này. Nên chắc là công nghệ, có nghĩa là Apple phải chờ đến đúng giai đoạn này thì mới sản phẩm mới đủ khả năng hoàn thiện đưa ra được. Nhưng nó còn chưa chắc chắn đến cái mức là còn chưa xác định được ngày bán. Nên nghĩa Apple đã cố gắng hết khả năng của mình để mà nhanh lắm rồi, nhưng mà chứng tỏ là sản phẩm này rất khó phát triển, đúng không? Mình nhìn thấy cái sự phức tạp của nó khi được trang bị camera với cảm biến xung quanh đấy.
tận mười mấy cái nhờ. 12 cái. Đó, còn cảm biến là 5-6 cái rồi. Trời ơi, thế thì tức nghĩa là sản phẩm này quá phức tạp. Có thể nói rằng là sản phẩm về phần cứng phức tạp và cũng như nhiều sự sáng tạo nhất trong suốt 10 năm qua mà Apple làm ra. Em lại cảm thấy hơi bất ngờ một chút khi mà dường như họ đang đi hơi sau, đúng không? Nhưng mà giống như anh Vinh nói là họ muốn làm cái gì đấy nó chắc chắn. Cũng giống như cái việc là đến bây giờ tại sao chúng ta vẫn chưa có điện thoại Apple gập chẳng hạn. Cũng là các bạn thấy là Apple luôn luôn là một người họ rất là ăn chắc mặt bền, mà làm là phải chuẩn. Và đúng thật là khi mà em bước chân xuống Steve Jobs Theater thì không biết các anh có thấy giống em hay không. Đó là một cái cảm giác nó rất là lạ, nó không, nó là một kính VR nhưng mà nó không phải một cái kính VR bình thường ấy. Đó là cái kính trượt tuyết. Đúng, nói giống quái luôn. Kính lặng. Mà đặc biệt nhá, cái kính trượt tuyết mà thường nó sẽ có cái hiệu ứng quang sai khi mà có. Đúng rồi. Con này cũng thế luôn. Giống như mình ở Norway xong rồi mình nhìn thấy những cái cực quang. Đấy, chuẩn đấy. Em có chụp một cái bức ảnh ở Thụy Sĩ hôm nọ em đi núi. Đỉnh Titlis thì có một thằng bé nó đeo y hệt như vậy, em bảo quậy. Giống thật mà. Nó chứng minh cho có việc là Apple họ cũng biết cách tối ưu cái giao diện cũng như là cái thiết kế của chiếc Vision Pro này ép rất sát vào khuôn mặt. Và ở đây chắc là không có ai, bốn anh em mình chưa ai được. Chưa ai thử đeo. Có một người được thử rồi thì hôm nay em không mời. Tuy nhiên cái chúng ta muốn nói ở đây đó là cái định hướng của Apple. Vậy thì các anh nghĩ là với Vision Pro, anh Vinh cũng đã nói khá là kỹ về định hướng của Apple trong nhiều năm sau rồi. Em không biết là các anh nghĩ sao về cái định hướng này. Có thể là 10 năm, 15 năm, 20 năm sau thì đây có phải là một cái xu hướng của thế giới mới hay không? Chúng ta từng mơ về những vũ trụ ảo. Player One. Anh thấy cái kính này ấy, rất là khó đoán trước trong tương lai nó sẽ như thế nào, tại vì người dùng còn có một cái phản hồi cho nó nữa. Nhưng mà theo một cái dự đoán thôi thì anh đoán là đây là cái phiên bản tiên phong mở đầu với một cái phần cứng và cái hoàn thiện rất là tốt. Thế nhưng mà trong tương lai, trong vòng anh nghĩ là 5 năm nữa thì nó sẽ có một cái phiên bản anh hy vọng là Vision SE chẳng hạn, dành cho người dùng phổ thông hơn khi mà mọi thứ đã được nâng cấp tốt hơn và giảm giá thành xuống lại. Dòng này. Đúng rồi. Không có thói quen đào giá, chỉ có ra bản rẻ hơn thôi. Cái nữa mà em nghĩ là trong khoảng 4 năm, 5 năm, 7 năm gì đó nó sẽ trở thành một cái thiết bị rất nhỏ. Đúng rồi, chuẩn đấy. Tôi nghĩ là đến đời 3 là anh em mình nên mua được. Đấy. Cái tầm đời 3 là mua được. Lúc đó là nó bắt đầu nó thành một cái gì đó nhỏ xíu, không? Nhiều khi không còn chùm qua mắt nữa mà nó chiếu cái gì đó vào mắt mình. Đúng rồi. Tôi nghĩ y hệt như thế luôn. Giống như ở trong game hay là phim khoa học viễn tưởng gì đó, rồi sẽ tới cái lúc đó. Đây là những cái phiên bản tiên phong thì bao giờ sẽ cố để mà lựa chọn giữa cái việc là thể hiện hết sức mạnh hoặc là phải nhỏ gọn đấy. Nếu cứ đang bị gặp vấn đề đấy nó không giải quyết được. Thế nên trông nó sẽ hơi bị buồn cười, những cái cục pin bị nối ra trông rất là hài. Và có thể đến một ngày nào đó thì chúng ta đeo cái kính này lên thì nó sẽ compact hoàn toàn. Đúng rồi, chuẩn đấy, khao ước là phải như thế. Dùng năng lượng của vũ trụ đúng không? Không cần sạc pin các thứ. Chỉ cần có ánh sáng thôi là nạp điện vô, sóng não các thứ. Những thứ mà các anh vừa chia sẻ như là đeo lên mắt này, gọn gàng này, rồi là chiếu vào mắt các thứ này. Các anh có thấy là các hãng khác đã cố gắng làm từ cách đây khoảng 10 năm nữa. Chúng ta có những công nghệ như là Google Glass chẳng hạn. Anh thấy cái một những cái quan trọng là Apple họ có sẵn một cái hệ sinh thái rất nhiều về nội dung. Vấn đề của kính VR AR hiện tại nó không nằm ở phần cứng. Phần cứng thì từ từ nó cũng sẽ nhẹ đi thôi, giống như điện thoại, giống như là đồng hồ vậy đó. Nhưng mà cái mà Apple họ có là họ có nhạc, họ có video, họ có phim, tất cả mọi thứ sẵn sàng. Họ kết hợp với lại Disney Plus. Rồi ở trên cái con Vision Pro thì mình còn có thể chạy được rất nhiều app của iOS và iPadOS. Tức là về cơ bản là em mua về là em đã có thứ để em sử dụng rồi. Trong như những cái kính kia thì một là nó sẽ chuyên biệt cho một số mục đích nhất định, ví dụ chơi game, hoặc là nó dùng cho business application, ví dụ như là kính HoloLens của Microsoft. Nhưng mà tất cả những thứ đó thì nó lại chưa phải là một cái cách phổ cập về nội dung. Thì Vision Pro anh nghĩ giải quyết được vấn đề đó. Thế là họ có nền tảng, họ có nội dung, họ có hệ sinh thái và họ có nguồn lực, tiềm lực tài chính. Nói chung là các bạn là Apple hay là cứ mỗi lần họ tạo ra cái gì, họ dùng nó là nền móng rồi tạo ra một sản phẩm mới dựa trên cái đấy. Vì bản thân cái việc mà họ phát triển cái chip M ấy là quá tốt, tối ưu hóa là nó cái hay của chip M là vì ở trong một cái thân máy nhỏ gọn mà nó có sức mạnh rất là tốt, thậm chí là khả năng tản nhiệt của nó có thể xử lý ngon, mới sinh ra những cái con E mà không cần quạt mà quá đúng mạnh rồi, như thế. Vì vậy nên khi họ đã có phần cứng rồi, họ đưa vào những cái con nhỏ gọn thành những cái kính thì nó lại vừa mạnh, vừa giải quyết được vấn đề, trong khi những thằng kia là toàn đi mua về xong rồi mới đi xử lý. Trong khi ông này làm từ đầu rồi, build up lên rồi thì cứ đến cái này, à ok cái này thì tao đưa vào kính là ngon đây này, sau đó có cả app nữa thì tao đưa vào đi đấy. Còn mấy ông kia là chỉ có ý tưởng bắt đầu mới đi mua từng thành phần rồi làm thì mất thời gian lắm. Mà nó tương thích với nhau, mà anh lưu ý là đây là hệ chip đôi nhá,
chúng ta đúng còn rồi, thêm một chiếc Pro một nữa. Nhưng mà cái em muốn nói là các hãng khác đã làm từ nhiều năm trước rồi. Vậy thì các anh có thấy là Apple họ quá khôn ngoan, họ có quá lọc lõi hay không trong cái việc là họ học hỏi từ những hãng trước và họ đã hỏi những cái gì để mang lên Vision Pro để có một sản phẩm thế này? Đúng rồi. Thì giống như là Luân nói là về cái phần nội dung đi, họ đã có sẵn một cái hệ sinh thái rồi. Và trong cái và những trong khi những cái sản phẩm kia người ta phải bắt đầu đưa ra sản phẩm xong rồi ta mới bắt đầu có cái nội dung cho người dùng sử dụng. Thì bây giờ vào tháng 6 là mình ra trong cái sự kiện về cho nhà phát triển đúng không? Thì nhà phát triển đưa ra và trong 6 tháng nữa thì cái sản phẩm mới đưa ra, thì lúc đó trong cái khoảng thời gian 6 tháng này là chính những cái nhà phát triển mà Apple đang làm việc chung ấy, người ta sẽ tạo ra những cái app mới, những cái nội dung mới trong cái thời gian này cho đến khi mà sản phẩm ra ấy, thì ngoài những cái mà iOS rồi macOS rồi iPadOS đó, thì đã có thêm rất là nhiều những cái nội dung mới trong 6 tháng vừa rồi đưa vô sản phẩm nữa. Thì cực kỳ là thông minh luôn. Mình thấy là lúc mà nó ra mọi thứ nó sẵn sàng, kể cả về phần cứng, về phần mềm, về nội dung, giải trí cũng như là làm việc. Và nếu các bạn không có thiết bị thì như anh Duy Lân nói thôi, anh sẽ múc một con MacBook Air 15 inch, anh sẽ múc một con Mac Studio mới. Sau cùng đi thì chúng ta nói về Apple. Nghĩa là đây, nếu như chúng ta nhìn lại những câu hỏi vừa rồi mà em đưa cho các anh ấy, tất cả những dòng sản phẩm Apple ra thì các hãng trước đều có từ rất lâu rồi, kể cả kính VR. Nhưng chúng ta luôn luôn nói Apple là người đi đầu, luôn luôn nói Apple là người dẫn đầu xu hướng. Thì với Vision Pro, các anh có nghĩ là Apple đã tái định nghĩa, thay đổi xu hướng hay dẫn đầu xu hướng một lần nữa hay không? Chắc thì anh nghĩ là phải đợi tới cái lúc bán ra mình mới nói được. Giờ mình mới thấy trên hình luôn mà. Cái đó nói chung anh thấy ca bản là giá con này nó khác hoàn toàn so với những con còn lại, nên khó mà nói được là nó có thay đổi được không. Bởi vì nếu như bây giờ Apple có làm đến như thế, nhưng với nhu cầu người dùng cơ bản người ta chỉ đang cần đến một cái level nào đấy chẳng hạn, thì cái số tiền đấy họ sẽ không sẵn sàng để mà bỏ ra. Nên bạn phải đợi khi nó bán ra thì mới phản ứng được là cái tệp đấy nó có nhiều hơn so với lại cái tệp mà đang dùng cái giá 1.500 đô không thôi. Đó là những chia sẻ rất là sâu sắc của những người chúng ta. Đáng lẽ là podcast này có thể kéo dài đến khoảng 1 tiếng, 2 tiếng nữa. Anh em ngồi chém gió với nhau như là anh em đi ăn phở, đi ăn đồ Nhật, đi ăn pizza này. Tuy nhiên là cái thời lượng của chương trình ở Apple Park nó rất là có hạn, bởi vì có rất nhiều creator khác cũng đang chờ để vào căn phòng này. Vậy nên mong rằng trong thời gian tương lai bọn mình sẽ còn có thể quay trở lại để đưa cho các bạn ý kiến sâu hơn về những thứ chúng ta trải nghiệm, những thứ chúng ta nhìn thấy, những thứ mà Apple đưa cho chúng ta. Còn trong nội hàm ngày hôm nay, nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể để ở trong phần comment, cũng như có thể liên lạc đến với những trang tin, hoặc là các bạn có thể follow kênh Vinso Vật Vật Studio, Julian Dễ Thương, hay là anh chị, anh bạn thân. Đây đều là những người có thâm niên trong ngành của mình liên quan đến công nghệ. Và các bạn hãy nhớ rằng chúng ta luôn ở đây để chia sẻ với nhau những cái mới nhất về công nghệ. Xin thay mặt đội ngũ, xin thay mặt Apple, cảm ơn các vị khách mời chúng ta một lần nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những podcast lần sau. Xin chào. Hẹn gặp lại.